ta tay trong tay cùng nhau bước đi trên những con đường dài trong gai về sau. Dù là nắng hay mưa trên đau thì tình ta cũng chẳng phai màu, anh vẫn luôn yêu em chân thành và yêu thiết tha. Anh thấy tiếc nuối vì không cưới được Bạch Kim đúng không? Em biết anh không phải là người như vậy mà. Anh có thích ăn kẹo lưu ly không? Sao em biết? Sao em lại không biết? Ngày xưa em cho anh kẹo mà. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó. Lèo lèo, đồ khóc nhè. Anh kẹo lưu ly rồi, sẽ không có buồn nữa đâu. Anh chơi quẳng tù xì với em nha. Quẳng tù xì, ra cái gì, ra cái này. Anh thích bông này hả? Để ra chị hái nha. Hoa này đẹp quá nè. Ủa, anh vẫn còn buồn hả? Tại ba mẹ anh không về với anh rồi. Em có ba mẹ, em cho anh mượn nha. Sao mà mượn được? Kim, để cơm con. Dạ, ba mẹ em sẽ thương anh mà. Ngày mai tôi không còn ở đây nữa. Sao vậy? Ông nội đến đón tôi. Từ giờ tôi sẽ ở với ông nội. Vậy là hơn một tụi mình sẽ không được gặp nhau nữa hả? Vậy ngày mai cậu có tiễn tôi đi không? Có chứ. Ngày mai tôi sẽ tặng cho cậu một hộp kẹo hồ ly bự luôn. Chừng nào buồn cậu nhớ lấy ra ăn nha. Bây giờ xin mời chị đi được rồi. Ông đã thay vợ lần một thì sẽ có lần thứ hai. Biến. Ba không đi cùng mình hả mẹ? Ba con á phải lo cho dì và em con. Chỉ có hai mẹ con mình đi thôi. Đi con. Ủa? Không. Không. Con đâu vậy? Không. Không. Con sao vậy? Con đang chờ bạn con. Bạn con hứa là bạn con sẽ đứng đây mà. Nhưng mà bây giờ mình phải đi rồi. Thôi được rồi. Bây giờ mình đi đi, mai mốt ông sẽ đưa con về gặp lại bạn con. Thiệt không ông? Ông nói thiệt mà. Vậy ông hứa với con đi. Được rồi, ông hứa. Đi con. Vậy mà anh cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại em nữa. Đâu ai ngờ đâu, ta đem lòng thương vẫn vương cho tận mai sau. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Ta về chung một nhà, nào ngờ đâu ngày em rời đi quay bước không nói một lời. Hãy yêu nhau như những tháng ngày, hồn nhìn ta tay trong tay cùng nhau
bước đi trên những con đường dài trong gai về sau. Dù là nắng hay mưa trên đau thì tình ta cũng chẳng phai màu, anh vẫn luôn yêu em chân thành. Ủa? Và yêu Ủa chuyện này là sao ạ? Tôi không thể chấp nhận dối trá của mẹ con bà ở trong nhà tôi nữa. Mời hai người đi cho. Ông ơi, ông chờ tôi giải thích đã. Anh Phong, hồi nhỏ lúc nhỏ tôi chưa từng gặp cô, đừng có nhận bừa. Hoàng Kim, dì xin lỗi. Chị Kim, chị đừng đuổi mẹ con em đi mà. Cuối cùng thì dì cũng hiểu được đêm đó mẹ con tôi đã khổ sở ra sao rồi đó. Dì đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, nửa đêm phải ngủ bờ ngủ bụi vì lo kiếm tiền, mà mẹ tôi bị lao lực, mẹ bệnh, phải chữa mấy năm nay cũng không khỏi. Dì xin lỗi, dì không biết. Sao dì lại không biết được? Chính dì là người đã vu khống mẹ tôi, thuê người đánh hai mẹ con dì mà. Tại vì mà ba đã bỏ rơi mẹ con tôi, bây giờ dì nói là dì không biết hả? Tại hồi đấy dì thương ba con quá, dì nằm bậy nằm bạ, dì xin lỗi con. Dì thương ba tôi hay là thương tiền của ổng? Người mà dì cần xin lỗi là mẹ tôi kìa. Hai người đúng là lòng lan dạ sói rồi. Ông, anh Phong, anh Phong, bây giờ em với mẹ không còn chỗ nào để đi hết á. Hay là anh cho em với mẹ ở đây thêm vài ngày nữa được không anh? Vài ngày nữa thôi anh. Tôi cho cô 3 ngày. 3 ngày sau tôi không muốn thấy mặt mẹ con cô nữa. Mày nghĩ mày đuổi được tao ra khỏi nhà còn khuya con. Kim, anh vừa nãy ra một ý tưởng. Từ lúc kết hôn với giờ mình chưa đi hưởng tuần trăng mật. Em muốn đi trong nước hay là nước ngoài? Em... không sao, mình đi được hết. Anh làm gì từ xa được mà. Đầu tiên hay là mình đi Malaysia đi, xong rồi mình bay qua Ý, Pháp, Brazil, cuối cùng là về lại Bình Dương. Em đi không được. Sao vậy? Em... em được học bổng đi Hàn hả? Em đăng ký rồi nào? Em cũng không biết nữa. Em chỉ đăng ký đại thôi à. Nhưng mà em không ngờ là em nhận được học bổng. Vậy là em vẫn muốn đi hả? Khó khăn lắm mình mới gặp lại nhau, bây giờ em lại muốn đi. Nhưng mà em chỉ đi có 2 năm thôi. 2 năm cái gì? Em muốn đi làm, anh cho em đi làm. Em muốn đi chơi, anh chở em đi. Em muốn đi du lịch thì anh đi với em. Còn chuyện đi du học, không đồng ý. Sao anh lại ích kỷ như vậy? Anh giữ em ở nhà để làm gì? Em đã thất hứa với anh một lần rồi. Lần này nhất định anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Không có chuyện của cô. Thôi, chị Hoàng Kim không có thương anh á, thì anh đừng có thương chị nữa. Chị Hoàng Kim không có thương anh thì để em thương anh nha. Anh Hòa Phong, anh
Em nè. Uống với anh đi nha. Mà em không có biết uống. Uống với anh đi. Thôi nè. Em không có biết uống nè. Uống đi nè. Thôi em không có uống đủ. Em không muốn là em không thương anh á. Em thương. Nhưng mà thương anh đúng không? Thương anh vậy uống một, nha. Một ly thôi nha. Một ly thôi. Trời quá. Một ly thôi. Một ly nữa nha. Anh em không có uống được. Thiệt á. Nên vui mà. Uống nhanh đi. Em có uống được thiệt á anh Hà Phong ơi. Em không muốn đúng không? Vậy em không thương anh. Anh ngồi xuống. Em thương anh mà. Nhưng uống là được đúng không? Giỏi quá. Bây giờ tới lượt ăn nha. Ăn uống đi. Nước uống thì uống. Hoàng quá à. Mày đấy. Làm sao để hai mẹ con mình có tên trong sổ đỏ nha. Mẹ ra đi. Ai gọi vậy? Thôi anh ơi. Sao rồi? Làm anh được gì chưa? Giữa chừng anh Lăng ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, mày ngủ quá à? Trời ơi, có sao đâu. Nói chung là lột đồ ra là được rồi. Tôi thôi bác, bác đi vào trong làm như thật cho tôi. Nhưng mà đi về. Ủa? Dâu, chị Dâu. Anh Phong ơi, sao anh không nghe máy của em vậy Phong? Chị đâu vậy? Cậu biết Hoài Phong đang ở đâu không? Tôi biết, tôi nghe nói anh Hoài Phong á sắp cưới vợ bé ở nhà. Cậu đừng có tào lao nữa. Sorry mọi người, bây giờ mọi người theo chân tôi có chuyện vui nha. Đi. Anh Phong ơi, anh có đây không anh? Ê, anh đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Chị ra đi, chị đừng có cản đường. Ôi, con. Tôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chị Lan đang dọn phòng, xông khói nó hôi, nó mới đừng bảo. Gì kệ con, chị tránh ra. Mọi người, mọi người, hôm nay là ngày anh trai của tôi cưới vợ bé về nhà. Và chị vợ cả đang vô phá đám. Cậu liều hồn với tôi đó, chị tránh ra. Ôi trời, cái con bé này. Trời, thấy ghê chưa? Liệu chị vợ cả có thể ngăn được chồng cưới vợ bé hay không? Đi theo tôi. Anh Phong. Chị, không phải lỗi của anh Phong đâu. Là do tụi em tối qua uống say quá. Cho nên... Thôi con, chuyện cũng đã rồi. Cô với mẹ cô đúng là một dòng mà. Chồng cái thứ thích bám lấy chồng của người khác. Tôi nói cho bà biết, từ giờ tôi sẽ không để bà tự tung tự tác nữa đâu. Anh Phong. Hả? Hey. Hả? Chấn động thiệt chứ. Ủa gì mà đông quá vậy?
Tài xế Luân, sao lại là anh? Nè, anh Phong đâu? Tôi... Nè cái anh kia, anh nằm ngủ ở đây bao lâu rồi? Trời, cô ngủ với tôi cả đêm mà giờ cô còn hỏi nữa. Cái gì? Là anh ôm tôi cả đêm đó hả? Ê, bậy nha. Cô ôm tôi rồi cô còn cởi nút áo tôi nữa kìa. Sao anh lại vô phòng của tôi? Tôi đưa đồ lên cho cậu Phong rồi tôi buồn ngủ quá, tôi nằm đây rồi. Bà này bà vô ấy hả? Dê sòm tôi nè. Ê! Ê con kia, mày hại đời con tao đúng không? Chính bà là người đã ngăn cản, không cho tôi bước vô phòng này mà. Ơi, thiệt chứ. Vậy mà tôi tưởng anh tôi có vợ bé. Không ngờ vợ bé của anh tôi có bồ nhí. Ê, mày, mày lộ chuyện đúng không? Ê, tôi không biết gì hết nha. Hồi nãy có người nhắn tôi á là qua đây có chuyện vui thì tôi qua chơi thôi. Chứ không phải là mày mê nó rồi mày bày ra chuyện này để mày cưới nó như vậy. Có chuyện gì mà ồn ào trong phòng của tôi vậy? Hào môn kế đã khiến em đang chìm trong bao nhiêu khó khăn. Ngày tâm tôi em chẳng còn nhớ bóng anh khi xưa đâu. Tôi thật không ngờ vì tiền mà em có thể bất chấp tất cả. Anh biết gì mà nói? Anh có biết là tôi đã trải qua những gì không? Phải không? Người sinh ra bạch đích như anh thì làm sao mà hiểu được? Em đừng có đổ lỗi cho người khác. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người không có tiền nhưng họ không chọn làm như vậy. Anh em đi! Buông ra! Lúc đó tôi cũng muốn cưới anh Hòa Phong, chẳng qua là mẹ kêu tôi nhường cho nên mới tới lượt của chị. Chứ nếu không á, bây giờ chủ nhân ngôi nhà này là tôi rồi. Đã cướp chồng của em gái mình mà bây giờ còn quay sang trách ngược hai mẹ con tôi là sao? Sai làm khi cưới anh. Đơn ly hôn tôi cũng đăng ký rồi, anh đừng có bám theo tôi nữa. Dạ, đừng đi mà, đừng đi em ơi. Ra.